Bill Gates trở lại đứng ở đầu danh sách tỷ phú tên từ Washington DC. Ông Bill Gates lại vươn lên vị trí đầu của danh sách của những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, trong khi ông Mark Zuckerberg của Facebook Incorporation gia nhập nhóm 20 người giàu nhất và ngôi sao bóng rổ Michael Jordan vào danh sách này lần đầu tiên. Tạp chí Forbes vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 3 cho biết rằng tài sản của ông Gates tăng lên tới 79.2 tỷ Mỹ Kim từ 76 tỷ Mỹ Kim một năm trước đây, đưa nhà sáng lập Microsoft lên vị trí đầu của danh sách lần thứ 16 trong 21 năm qua. Tài phiệt truyền thông Carlos Slim Hello của Mexico đứng hạng gì với 77.1 tỷ Mỹ Kim, trong khi người đứng đầu Berkshire Hathaway Incorporation là ông Warren Buffett đứng hạng 3 với 72.7 tỷ Mỹ Kim tài sản của ông Buffett tăng 14.5 tỷ Mỹ Kim so với một năm trước, nhiều hơn bất cứ một người nào khác, bất kể ông đã tặng 2.8 tỷ Mỹ Kim cho nhiều tổ chức từ thiện hồi tháng 7 năm ngoái. Tạp chí Forbes ghi nhận một con số kỷ lục là 1.826 tỷ phú, tăng từ 1.645 hồi năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú lên tới 7.5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Tổng giám đốc Facebook Mark Zuckerberg 30 tuổi lên đến hạng 16 từ hạng 21 năm ngoái, trong khi tài sản của ông tăng lên đến 34.8 tỷ Mỹ Kim. Năm nay, thì hai nhà tỷ phú trẻ tuổi nhất là Yvonne Spekel, 24 tuổi, và Bobby Murphy, 25 tuổi. Cả hai là đồng sáng lập ứng dụng tin nhắn di động Snapchat. Cầu thủ bóng rổ Michael Jordan đứng thứ 1.741 với tài sản là 1 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ có nhiều tỷ phú nhất với 536 người, theo sau là Trung Quốc với 213 người, Đức với 103 người và Ấn Độ với 90 người.